Hãng tin Reuters trích một nguồn tin Ukraine cho biết, ngày 3 tháng 2, cơ quan an ninh Ukraine đã thực hiện một vụ tấn công bằng hai máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Volgograd của Nga. Vụ việc không gây thương vong. Trước đó, phía Nga cho biết đã dập tắt vụ cháy tại nhà máy lọc dầu sau một vụ tấn công bằng drone. Cơ sở này thuộc quyền sở hữu của công ty Lukoil. Nhà máy Volgograd là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam nước Nga, có công suất khoảng 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Đây là vụ tấn công bằng drone mới nhất của Ukraine và các cơ sở lọc dầu của Nga trong những tuần gần đây. Cũng trong ngày 3 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 7 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó 2 chiếc ở tỉnh Volgograd, 4 chiếc ở Belgorod và 1 chiếc tại thành phố Rostov-on-Don.